quay cả cả nhà ơi, mua phân silic không? Mình đây hôm nay thực tế nhà vườn hoa quả sạch Cao Phong mình mua về vãi này. Đấy. Ông chủ phân silic còn không cho quay này, bảo xấu hổ quá mọi người. Hôm nay mình lấy nhà mình thôi nên ít thì không có người làm, với cả bạn Sơn bạn ấy đi công tác qua thì bạn chở cho mình thôi 8 tạ để mình vãi mà. Tiện bạn ấy đi qua thì bạn ấy vứt xuống phân đây cho mình. Đây là thực tế nhà vườn mình mua về mình vãi mọi người nhé. Phân silic này. Xin chia sẻ với mọi người, qua thí điểm rồi mình thấy nó hiệu quả thì mình mới mua về mình vãi. Silic Đông Sơn. Xin chia sẻ với mọi người cách bón phân silic của đồng chí Sơn mọi người nhé. Đây là cân phân bón silic Đông Sơn này. Đấy. Đây, anh Sơn anh đang làm thí điểm mẫu cho mọi người này. Em sẽ cào vòng quanh tán cây toàn nhá. Đây là dùng bằng cào mọi người ạ. Cào xung quanh từ gốc ra. Đấy, cào xung quanh từ gốc ra. Có nghĩa là làm hình thức là cho gộm đất lên đúng không? Đúng rồi, cách gốc khoảng 30 phân. À rồi. Thì thực ra là bên trong thì cũng không dễ tốt nhiều đúng không Toàn? Rồi. Cào làm sao mà cào theo vòng theo cái tầm tán của mình. Rồi. Đấy. Sau đó thì mình chỉ cần cào qua một chút thế này thôi. Cái này làm này là để phân nó ngấm xuống đúng không? Đúng rồi, tác dụng là nó sẽ có những hố ổng nó giữ phân là thứ nhất, thứ hai là nó ngấm xuống. Nếu không may mà đúng không? Lúc bà con bón vào mà không may mà trời mưa ấy Toàn. Rồi. Phân nó đều là nó thẩm thấu hết luôn. Với cả thứ hai nữa làm như này là nó gộm đất, nó phá vỡ được cái lớp váng ở trên mặt đất này. Đúng rồi. Tạo oxy ở dưới này, cái nền tảng. Mà phân silic nó cực tốt mọi người nhá. Bón phân silic nó kích rễ. Và quan trọng nữa là nó giữ ẩm. Cái phân silic nó giữ ẩm, như giai đoạn này chống lứt thì mọi người lên bón thêm phân silic này vào. Đấy, thưa quý bà con tại vì là nó giữ được ẩm. Đấy. Đấy. Thưa quý bà con các bạn thì vai trò silic thì bà con cũng nhìn về trên truyền thông thì mình tin là bà con cũng biết rồi, như Toàn cũng chia sẻ rất là kỹ rồi ạ. Đơn giản mình chỉ nói đơn giản nhất là silic. Là phân silic thì là thứ nhất là đơn thuần là cải tạo rễ này. Toàn rồi, nhé. Nâng cao bộ rễ. Tăng độ pH mấu chốt nhất là gì? Là cây mà hấp thụ được là tăng pH Toàn nhé. À rồi, tăng độ pH. Đấy. Mình rễ silic này thì là tăng độ pH này. Rồi. Cải tạo đất từ độ phối trong đất mà giúp cho từ cái cây trái trên đường nông sản Toàn nhé. Rồi. Đẩy lên rất là nhiều. À. Sau đó mình tưới nước xuống là nó ngầm. À rồi, ok. Ngầm hết xuống 100%. Đấy ạ. Nhưng mà cái phân silic này nó giữ ẩm tốt nhỉ? Đúng rồi, cái này thì chống lứt được ấy. Cái này là giữ ẩm này, chống hạn này. Rồi. Rất là tốt. Đấy, khi bà con bón một cây thì đơn giản thế thôi. Theo vanh tán đúng không? Đúng rồi, theo đều bằng cái vanh tán của mình ra. Đấy. Mình bón và do nó nếu mà có mưa thì mình không phải tưới chứ không thì. Rồi. Như thế là quá trình mà mình bón một cây gần như xong Toàn nhá. Rồi. Thì bà con cũng theo dõi em nào để nếu bà con nào đang sử dụng sản phẩm phân bón silic Đông Sơn mà còn không hiểu về cách bón. Rồi. Thì bà con cứ nhìn như thế ạ. Đây theo em thì sau đó thì em mời quý bà con lên xem cái cây hôm cách bón phân silic đây mọi người này. Mọi người cào lên để phá vỡ cái lớp váng, sau đó mọi người bón phân silic lên mọi người nhá. Đấy. Xin chia sẻ với mọi người. Bón mỗi cây cam bưởi 1 cân mọi người. Như nhà mình hôm nay lấy về là mình bón mỗi cây 1 cân. Và bón từ trong gốc bón ra đây mọi người này. Đấy, thì xin chia sẻ mọi người và bón để giữ ẩm mọi người nhá. Nó có vai trò cực kỳ tốt, nó kích rễ, nâng cao độ pH và nó giữ ẩm. Đấy, chống thoát khí nước từ cái lớp vỏ của bộ rễ. Và đặc biệt như mùa nắng nóng này khả năng là bón là chống lứt được mọi người nhá, nó giữ ẩm. Nó có nhiệm vụ nữa là nó giải phóng cái dư lượng tồn của lân với kali ở trong đất. Xin chia sẻ mọi người nhé.